Tổng thư ký NATO nói không ai hứa Ukraine gia nhập liên minh trong vòng 10 năm. Khung cảnh đổ nát tại bệnh viện Ukraine trúng tên lửa. Thủ tướng Hungary tiết lộ lý do Nga không thể bị đánh bại. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự mới nhất, hấp dẫn nhất mỗi ngày. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngày 7 tháng 7, trong cuộc phỏng vấn với CBS News, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg được yêu cầu giải thích lý do ông kỳ vọng Ukraine sẽ gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo vào năm 2034, thay vì trong vòng 3 năm. Quan chức hàng đầu của NATO lưu ý, không ai nói chính xác là 10 năm, nhưng rõ ràng việc kết nạp Ukraine là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bên cạnh đó, ông Stoltenberg giải thích rằng Ukraine hiện là một quốc gia đang có xung đột. Tổng thư ký NATO cho biết Ukraine phải giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga để có thể gia nhập liên minh, ông Stoltenberg nhấn mạnh. Điều quan trọng nhất đối với NATO hiện nay là tăng cường hỗ trợ cho Ukraine để đảm bảo rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng. Đó là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ tư cách thành viên nào trong tương lai của Ukraine. Tuần trước, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin DPA, Tổng thư ký NATO nói rằng ông hy vọng Ukraine sẽ trở thành một thành viên của khối trong vòng một thập niên tới. Bình luận của ông Stoltenberg được đưa ra khi đại sứ Ukraine tại NATO, Natalia Kalibarenko nói với Politico rằng Ukraine muốn nhận được một lời đề nghị không thể đảo ngược về tư cách thành viên tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Washington, dự kiến diễn ra vào ngày 9 đến ngày 11 tháng 7. Khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu, khoảng 20 đồng minh cũng sẽ ký các thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một thỏa thuận vào tháng trước với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cam kết hỗ trợ Kiev trong 10 năm tới. Tổng thư ký NATO cho biết, liên minh này dự kiến sẽ đồng ý với kế hoạch 5 điểm để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Đồng thời, kế hoạch này dự kiến sẽ giúp Ukraine tiến gần hơn mục tiêu, trở thành một phần của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. NATO sẽ tập hợp sự hỗ trợ quốc tế dành cho Ukraine và một đơn vị chỉ huy thống nhất và thiết lập các cam kết từ các quốc gia để duy trì hỗ trợ quân sự cho Kiev trong ít nhất một năm nữa. Theo ông Stoltenberg, đồng minh này sẽ thành lập một sở chỉ huy ở Đức với 700 nhân sự và do một tướng NATO 3 sao dẫn đầu. Sở chỉ huy sẽ đảm nhận phần lớn sự hỗ trợ quốc tế cho Ukraine, hiện do một liên minh gồm khoảng 50 thành viên mang tên Nhóm Liên hệ Quốc phòng Ukraine quản lý. Sở chỉ huy này cũng sẽ giám sát việc đào tạo và hậu cần cho việc hỗ trợ Ukraine. Các thành viên NATO cho tới nay vẫn chưa nhất trí kết nạp Ukraine vào liên minh như Kiev mong muốn từ lâu. Tuy nhiên, ông Stoltenberg cho biết kế hoạch 5 điểm sắp được công bố sẽ giúp Ukraine tiến gần hơn tới viễn cảnh gia nhập NATO. Moscow coi việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là một mối đe dọa hiện hữu. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ý định gia nhập khối của Ukraine là một trong những lý do chính dẫn đến xung đột. Moscow cũng cho rằng tính trung lập của Kiev là điều kiện tiên quyết cho hòa bình bền vững với nước láng giềng. Ngày 8 tháng 7, quân đội Nga đã tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa vào thủ đô Kiev cùng loạt thành phố ở Ukraine, một trong những cuộc tấn công tầm xa dữ dội nhất từ đầu xung đột. Cuộc tập kích khiến bệnh viện Okhamadit nằm tại thủ đô Kiev trúng tên lửa và một góc lớn của tòa nhà đổ sụp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết loạt tập kích khiến nhiều người thương vong tại các thành phố. Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine SBU khẳng định bệnh viện Okhamadit trúng tên lửa hành trình KH-101 của Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự và công nghiệp quốc phòng. Moscow cho rằng thiệt hại ở bệnh viện là do tên lửa phòng không Ukraine gây ra. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Ukraine Viktor Liasko, khoảng 600 bệnh nhân và y bác sĩ có mặt tại viện Okhamadit và Trung tâm Phẫu thuật Tim mạch Nhi Ukraine lân cận vào thời điểm sự việc xảy ra. Bệnh viện Okhamadit đóng vai trò quan trọng trong hệ thống y tế Ukraine. Mỗi năm có khoảng 7.000 ca phẫu thuật được tiến hành tại đây. Theo Bộ trưởng Liasko, tên lửa phá hủy một tòa nhà thuộc bệnh viện Okhamadit và làm hư hại 4 tòa nhà khác. Các bệnh nhân mắc bệnh nặng đã được sơ tán đến bệnh viện chính của thành phố. Ông nói, đây là một cơn ác mộng. Tôi chân thành biết ơn nhân viên y tế đã bất chấp nguy hiểm để tham gia giúp đỡ, điều trị và cứu chữa các nạn nhân. Tôi đã dành cả ngày qua ở hiện trường cùng với đội ngũ y bác sĩ. Lãnh đạo cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc, ông Volkertuk cho biết một nhóm chuyên viên Liên Hợp Quốc đã có mặt tại hiện trường bệnh viện. Y tá Natalia Sadudinova mô tả cô đã nghe thấy tiếng nổ lớn và cửa sổ vỡ nát. Y tá Sadudinova cho biết
ngay khi nghe thấy tiếng còi báo động, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân ra hành lang di tản. Bên cạnh đó, cô nhớ lại rằng có ít nhất 2 bệnh nhân đang được phẫu thuật khi sự việc diễn ra và đã được chuyển đến hầm trú ẩn ngay khi hoàn tất phẫu thuật. Cô nói, mọi nơi chìm trong khói, gần như chẳng còn không khí để thở, mọi cánh cửa và cửa sổ bị thổi tung. Cô Julia Vasilenko cho biết, con trai cô là bệnh nhân khoa ung thư tại Okhamadit đã được bế đi di tản từ tầng 3 của bệnh viện giữa khói bụi mù mịt. Cô nói, con trai mình đang phải cầm cự bằng thuốc giảm đau và không có thuốc điều trị hơn nửa ngày qua. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán mới đây đã khẳng định ý tưởng về sự thất bại của Nga từ phương Tây là điều không thể xảy ra đối với đất nước này. Tờ Bin dẫn lời ông Viktor Orbán cho biết, hãy nhìn vào binh lính, thiết bị, công nghệ của Nga, những thứ sử dụng trong xung đột. Vì vậy, việc đánh bại Nga là một ý tưởng mà ở Nga thậm chí còn khó có thể tưởng tượng ra. Khả năng Nga sẽ bị đánh bại là hoàn toàn không thể. Sau các cuộc thảo luận gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Orbán tuyên bố rằng trong 2 đến 3 tháng tới sẽ tàn khốc hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Ngày 5 tháng 7, ông Orbán và phái đoàn đã đến thăm Moscow và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông mô tả chuyến thăm Moscow là giai đoạn tiếp theo của sứ mệnh hòa bình của mình. Giai đoạn đầu tiên là chuyến đi đến Kiev vào ngày 2 tháng 7. Thủ tướng Hungary tuyên bố ý định sớm tổ chức thêm một số cuộc họp bất ngờ tương tự. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó khuyên các chính trị gia châu Âu thắt dây an toàn cho các bước tiếp theo của ông Orbán trong sứ mệnh hòa bình. Bên cạnh đó, Hungary không có kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Tránh văn phòng Thủ tướng Hungary Jakeli Gulyás nói, chúng tôi không có một kế hoạch hòa bình cụ thể. Chúng tôi chắc chắn rằng nó chỉ có thể được thực hiện cùng với các bên trong cuộc xung đột. Năm 2023, Tổng thống Nga Putin đã hứa rằng Mỹ và các đồng minh sẽ không thể sản xuất và cung cấp vũ khí đến Ukraine nhiều hơn Nga, đồng thời chỉ ra rằng đối với mỗi quả đạn pháo hoặc xe tăng mà NATO chế tạo và gửi tới Kiev, Nga sẽ có thể sản xuất 3 quả trở lên. Sản lượng của Nga cũng không chỉ giới hạn ở các thiết bị cũ thời chiến tranh lạnh, với các doanh nghiệp quốc phòng đã chứng minh trong 18 tháng rằng nước này có khả năng phát triển một loạt thiết bị mới về cơ bản. Ví dụ từ một hệ thống máy bay không người lái UAV Kamikaze mới cho đến hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái tiên tiến và các hệ thống thông minh có trí tuệ nhân tạo AI cho UAV và tên lửa. Khả năng của Moscow chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây và tăng cường sản xuất nhiều loại vũ khí bất chấp những dự đoán táo bạo của các quan chức và phương tiện truyền thông cấp cao của Mỹ. Phương Tây khi đó tuyên bố rằng Nga sẽ sớm cạn kiệt chip cho tên lửa và xe tăng của NATO sẽ xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga như một con dao nóng xuyên qua bờ. Và quốc gia này đơn giản là không thể so sánh được với các công nghệ quân sự vượt trội của các nước phương Tây giàu có và công nghệ tiên tiến. Chiến dịch tấn công bằng tên lửa chính xác của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine và sự đình trệ trong cuộc phản công của Kiev đã chứng minh điều ngược lại. Sau khi dùng hơn 100 tỷ đô la Mỹ mua vũ khí cho Ukraine, các nước phương Tây ngày càng bắt đầu nói về việc họ không thể tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev với tốc độ như họ đã làm cho đến nay. Một số quốc gia châu Âu đã tính toán rằng quân đội của họ sẽ có thể tham gia một cuộc chiến toàn diện chỉ trong vòng từ 24 đến 48 giờ sau khi gửi vũ khí và kho đạn cho Kiev. Tổng thống Mỹ Joe Biden từng thừa nhận với truyền thông rằng việc Mỹ triển khai bom chùm tới Ukraine vì sắp hết đạn pháo 155mm thông thường. Việc thừa nhận đã làm dấy lên sự chỉ trích gay gắt từ nhiều quan chức Mỹ, trong đó có cả cựu Tổng thống Donald Trump. Bình luận về việc truyền thông phương Tây liên tục đưa tin về sự đắc thắng trong năm qua rằng tổ hợp công nghiệp quân sự Nga bị cho là đã bị suy yếu ở Ukraine. Chuyên gia quân sự hàng đầu của Nga Martyanov cho biết điều này chủ yếu là do sự ghen tị nghề nghiệp từ phía đồng nghiệp Mỹ. Nhà quan sát nhấn mạnh, các tướng lĩnh Mỹ đã thua trong mọi cuộc chiến mà họ tham gia, và nếu ai đó cần một lời nhắc nhở về điều đó, thì sao họ không nhìn vào cách Mỹ rời khỏi Afghanistan? Nhưng vấn đề không chỉ là Afghanistan, Iraq, tất nhiên ngoại trừ chiến thắng vẻ vang trước Grenada. Vấn đề là chỉ để cung cấp cho bạn một ví dụ về công nghệ rằng Mỹ về khả năng phòng thủ thậm chí không cùng đẳng cấp với Nga. Về tên lửa hành trình, một lần nữa Mỹ tụt hậu ở đây không phải theo năm tháng mà tụt hậu theo thế hệ. Và điều tương tự cũng xảy ra với áo giáp, với các khái niệm tác chiến và thậm chí trong tác chiến điện tử. Ông Andrei Martyanov nói, đối với một nhà khoa học chính trị trung bình của Mỹ lớn lên với nền kinh tế kiểu phố Wall của họ, đó là nền kinh tế mà tôi nghĩ họ đã nghiên cứu. Họ hoạt động với tổng sản phẩm quốc nội do phố Wall cung cấp và những kẻ lừa đảo từ các trường kinh tế. Họ thậm chí còn không thể biết được rằng Mỹ có thể yếu hơn các đối thủ của mình. Ví dụ, Nga sản xuất nhiều thép như Mỹ và tạo ra lượng nhôm gấp 6 lần. Khi bạn nhìn vào các chỉ số kinh tế và quân sự cơ bản này, bạn có thể giải thích nó như thế nào? Trong khi đó, họ vẫn tin rằng họ là nền kinh tế số 1 thế giới, trong khi Trung Quốc thực sự lấn át Mỹ.